Chào cả nhà thân yêu, đã quay trở lại kênh Quang Miền Tây Vlog của mình nha. Ngày hôm nay mẹ mình sẽ làm bánh đúc nha các bạn. Hôm nay Quang Miền Tây nó đã giới thiệu rồi các bạn ha. Một món ăn dân dã của miền Tây đó là món bánh đúc mặn nha, tôm thịt. Nói tôm thịt cho tôm cũng vừa vừa thôi, thịt thì cũng chừng này à các bạn ha. Bây giờ các bạn có thể, chắc cũng các bạn cũng biết là cái món này rồi, nhiều người ta muốn ăn và cũng thích lắm. Nhà mình cũng rất là thích cái món này cho nên mình làm ha. Bây giờ mình làm nè, gia đình mình có cái gì mình làm cái đó nha các bạn. Thì đây 200g thịt ba rọi, vừa mỡ vừa thịt mình đã cắt thành hạt lựu các bạn ha. Đó, cho nó mau chút. Và đây tôm cũng hơn 200, mình cũng đã luộc rửa thật sạch ha, bỏ đầu và bỏ vỏ hết rồi. Cái chỉ đen mình cũng lấy luôn thôi ha các bạn, và mình đã rửa bỏ đây cũng hơn 200g. Và kế tiếp rau củ thì mình sẽ thêm là có một nửa củ hành tây các bạn ha, chút xíu mình cũng cắt hột lựu này các bạn nè nha, với lại là có 6 muối hành và 7 muối tỏi nha các bạn. Rồi ngoài ra còn có rau củ thì là củ cải đỏ hay còn gọi là cà rốt đó, thì mình cũng đã cắt sẵn và hạt lựu rất là đẹp ha các bạn. Đó, mình là chi tiết lắm nha các bạn. Đó, cắt sẵn để tiết kiệm thời gian nha các bạn. Tiết kiệm thời gian, con dài quá các bạn. Quay thì các bạn cũng thấy cũng nốt ruột hay các bạn, cho nên mình cắt hết. Và đây là củ sắn, thì củ sắn này hơi lớn cho nên mình cắt cũng nhiều. Đó, mình bỏ nha. Giống như đi bán buôn á các bạn. Nhà mình có những cái rổ, các bạn biết là cái này là cái gì không nè. Rổ của cháu mình đi, cháu mình nó chơi đó, mua làm đồng gánh để chơi. Trời ơi. Rồi bột thì mình dùng hai là bột, đây là bột gạo ha, mình mua tại đây nè, cho mình không có siêu thị siêu đồ gì hết vì xa lắm, mà bây giờ đi cũng lại khó khăn lắm, thôi mình mua đây ha. Ngon thì nhờ, mà dở thì cũng chịu các bạn. Thì đây là bột gạo nha. Bột gạo ở đây là 250g. Còn đây là bột năng. Bột năng đây mình đây là có là 140g. Đó là hai loại bột, chủ yếu là mình làm hai loại bột này. Rồi mình để đây nha các bạn. Ngoài ra miền dân miền Tây mà ha, các bạn tôi ăn nước cốt dừa lắm bà các bạn, cho nên ở đây 200 nước cốt dừa. Nước cốt dừa này không phải là giờ lon giờ đồ gì hết đâu, hồi đó thì còn mua chứ giờ bây giờ thì không có. Mình mua rồi nhờ người ta cũng bào, rồi mình về mình tự làm nước cốt dừa. Đó là 200 ml nha, 200 ml. Còn đây 250g, đây là 140g. Đó, nói cho rõ ràng nhé các bạn. Bây giờ thì ngoài ra còn có nước nha. Nước bình thường thôi nha, không có phải nước dừa rồi gì hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm nha các bạn. Cắt hành nhuyễn nha. Thì đây là hành, cũng là hành ở nhà trồng. Đó, các bạn xem này. Thì đâu các bạn thấy nè, cái một củ còn bao nhiêu là lá không à. Lấy từng lá vô ăn đó các bạn. Đó, bạn thấy không, bây giờ mình cắt nè. Rồi lấy cái to to để cắt cho nó nhanh. Mình sẽ hút vào đây nha các bạn. Hút hành bỏ vào dĩa này đây ha. Cho một con gà chút. Các bạn thấy không? Tay mình phỏng hết trơn các bạn. Các bạn thấy tội không? Bị phỏng không à các bạn? Đụng qua đâu là phỏng đó. Thích nấu ăn rồi các bạn ha. Rồi mình để đây, sợ tắm nha các bạn, lau hoài à chứ không phải dơ đâu. Rồi bây giờ đối với cái này nè,
Mình sẽ cắt hạt lựu nha các bạn. Mình sẽ cắt hạt lựu này. Mình cắt nhỏ lại thành hạt lựu nha các bạn. Hạt lựu nhỏ thôi chứ không có hạt lựu lớn. Mình cắt rồi nha, bây giờ mình hốt vô các bạn, hốt vô này kia ruộng này các bạn ha. Mình cắt các bạn. Cắt cho tâm nhuyễn nha. Hành tím với tỏi nha các bạn. Đây, đây hành. Đó, riêng với hành chứ, quên. Ăn món nào cũng có hành tỏi nó thơm ngon lắm mà. Sắc hết cái đã rồi khi đó mình băm luôn. À, sắc rồi các bạn này, hành cũng sắc rồi, tỏi cũng sắc rồi. Bây giờ băm nhuyễn nha các bạn. Bỏ nha các bạn. Bỏ đây nha các bạn ơi. Đây thịt, đây tôm. Mình sẽ ướp nha. Ướp hai bên luôn. Rồi một chút muối. Bên này cũng một chút muối thôi. Vì nhà mình, các bạn thông cảm là nhà mình ăn rất là lạ. Vì là có người bệnh nha các bạn. Cho nên không thể dùng nhiều được. Một muỗng cà phê mà chia ra hai đó các bạn. Nêm rồi. Bột nêm rồi nha các bạn, với muối nha. Còn bên dưới đây là đường nè các bạn. Chút xíu. Chút xíu. Rồi. Nước mắm nha các bạn. Chút xíu này. Đó. Đây, chút xíu này. Tiêu nha các bạn. Rồi. Đây là hành nha các bạn, hành tỏi nha. Mình thì hành thôi. Khi phi thì nó mới có tỏi. Rồi bây giờ mình sẽ trộn nha các bạn. Trộn cho gia vị thấm đều nha các bạn. Thấm đều. Này đây, bây giờ nó xong rồi, mình sẽ ướp, ướp mình để dành đó là 15 phút sau thì nó đã thấm vào rồi, khi đó mình xào nhân nha các bạn. À, bây giờ mình tới làm bột nè các bạn. Một cái thau để đổ vào, lấy cái thau cho rộng rãi các bạn ha. Rồi trước tiên mình sẽ đổ là bột gạo nha. Bột mì nha các bạn. À quên, xin lỗi, bột năng. Các bạn ơi, trời muốn trời mưa rồi các bạn ơi, cho nên mình phải nói lớn nha. Thì rồi mình sẽ bỏ vào đây một muỗng là muối nè các bạn. Muối nha. Bây giờ mình trộn nè. Bột đẹp quá ha, bột nó trắng bóc rồi ha. Hy vọng nó đẹp nè. Nhưng mà nó bình thường, bột kia thì dễ quà tay hơn đó mà. Dễ quà tay, khỏe. Còn đây thì may cũng may, chứ không có nỗi nào đâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ hòa vào nước nha các bạn. Đây là 8ml nước. À 800 nha, 800ml nước. Đổ nước từ từ đó mà. Từ từ mình trộn nha. Có cái cà đó luôn hả mà?
hết ca luôn đó. Mẹ có lường trước rồi các bạn, mình có lường trước hết rồi. Xong rồi mình sẽ là đổ ra mấy cái rây với các bạn để cho nó gạn lọc những cái gì nó còn dơ. Mấy chút dừa nè các bạn. Cái cốc dừa nó béo quá mà. Béo. Ngon lắm. Bánh nước mặn này là phải có cái vị ngọt, vị béo của nước cốt dừa mới ngon nha. Các bạn ơi, mình sẽ bỏ dầu vào nha. Thì cái mục đích việc bỏ dầu là gì con có biết không nè? Con nói thử nè. Một. Trên mặt lá không? Thứ nhất đó là lá, ha, lá mặt. Với là nó thứ hai nữa là béo, có cái độ béo ngon nha. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đậy lại ha các bạn và để khoảng 30 phút nhằm cho cái bột nó nghỉ ha, nở ra 30 phút nha. Rồi chúng ta sẽ đổ bát. Mẹ mình đổ dầu vô chảo rồi đó các bạn. Đây các bạn, cùng khoảng muỗng đầy đó các bạn. Phi tỏi nha cho thơm lên. Mình bỏ thêm miếng hành nữa vô các bạn. Nó đã vàng nè, nó thơm nè. Mình sẽ bỏ vào là thịt nha các bạn. Bỏ thịt vô trước. Mình sẽ đổ vô đây một ít bột điều, dầu điều á, vì làm cho để làm cho nó cái thịt đó với một cái tôm cái nhân nó có cái màu nó đỏ cái đẹp nha các bạn. Làm thế rồi cần phải sao thì cần giữ chín nha các bạn. Cần giữ chín, còn thịt đó là phải giữ cho nó chín mềm. Bỏ con vô nha các bạn. Các bạn thông cảm nha, trời mưa hơi lớn nha các bạn, thấy ồn. Ồn quá các bạn. Bây giờ bỏ cà rốt vô nha các bạn. Vì cà rốt nó cứng hơn với là củ sắc. Bỏ củ sắn nha các bạn ơi. Có lẽ nhiều quá mình bỏ phân nửa quá. Chữ củ sắn nó bự lắm các bạn. Củ sắn bự lắm. Nhiều. Nhiều quá. Thôi chừng này thôi mình bỏ nhiều quá. Hành tây nha các bạn. Bỏ vô luôn. Vậy là hết rồi đó. Tay nó mau chín cho nên mình bỏ là cuối cùng một chút xíu là mình bỏ xuống thôi, đã nó chín như chín nhũn là không được nha. Các bạn không cảm nha, có tiếng mèo kêu, nó mèo nhà mình nhé các bạn. Nó mưa quá trời luôn cho nên nó sợ, vì này mèo này mèo nhỏ cho nên nó sợ. Chín rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình bỏ vô nè. Phần lá nha các bạn. Phần lá nha. Cho nó đẹp. Thơm nha. Rồi mình tắt lửa luôn. Mình bỏ tiêu nha các bạn. Cho nó thơm. Rồi. Bây giờ mình giá bột đây các bạn.
mỗi nơi nó có một cái tên, cái động tác này á, thì nó có một cái tên khác nhau. Ở ngoài quê mình á thì gọi là cái giáo bột ha. Vì như ví dụ như là bánh lọc á hay là bánh nậm mà gói đó, bánh gói á, thì mình phải là làm cái công tác này, có nghĩa là nó sẽ làm cái bột nó sánh lại, nó đặt lại. Thì ở đây mình gọi là giáo bột. Lửa vừa vừa mà. Để lửa vừa vừa. Nếu mà mình để mà nó lớn quá thì nó sẽ bị mau đặc và mình quậy không có kịp và nó cháy đó. Lấy đũa ấy nha các bạn. Quậy liên tục nha các bạn. Để lửa nhỏ và quậy liên tục. Khi mà nặng cái tay rồi thì hơi nặng rồi thì mình có thể là tắt bếp và để vẫn là quậy nữa, tiếp tục quậy ha. Quậy đến khi nào mà nó thấy mình mịn mịn á thì mình thôi, mình mịn là được rồi, chứ không phải là quậy mà để cho nó thiệt đặc thì không được, vừa thôi. Rồi mình sẽ là bỏ ra khuôn và mình hấp. Mình tắt lửa rồi rồi bây giờ là mình đánh để cho nó mịn cái bột nha các bạn. Bây giờ sau khi xong rồi thì mình sẽ đổ vào cái bôi mỡ nha, bôi mỡ quanh cái khuôn này để khi mà đổ ra thì nó cách dễ dàng. Mình đổ ra khuôn nha các bạn. Cho phẳng mặt mà. Phẳng mặt đi. Đẹp chưa? Bây giờ nó phẳng rồi đấy. Rồi. Sau cái phẳng rồi mình sẽ bỏ vào ở trong nồi hấp. Nồi hấp nha các bạn. Nồi hấp mình để nước nãy giờ cũng lâu rồi các bạn. Giờ sôi đó. Sôi rồi các bạn ơi. Bây giờ mình bỏ vào cuộn khỏe mạnh. Các bạn ơi, mình sẽ lấy một cái khăn đó các bạn. Rồi mình sẽ bịch nè, bịch lại. Sở dĩ như vậy là mình chấm cho nó nước á. Nước nó xuống rò rỉ nó làm cái bột nó lỏng ra. Còn đây là nó sẽ thấm vào cái khăn. Rồi. Nó sẽ nóng xuống. Nó xuống cái khăn. Đây. Để khoảng bao lâu mà? Tùy. Vì là cái tùy theo cái bột mình đổ dày hay mỏng để cho nó chín. Thì khi mà mình thử lại là bằng cách mình lấy một cái xăm hay là một cái tăm mình đâm ha, mình thấy là cái bột là nó chín là mình biết liền. Còn không khoảng cỡ 30 phút. Rồi mình làm nước chấm nha các bạn. Để mình ăn bánh đúc mặn thì mình có ít nước chấm, nhưng mà không mặn nha các bạn. Nó chua chua, nó ngọt ngọt thôi, hơi mặn mặn, của nước mắm cũng có. Ở đây nước mắm nè, bây giờ mình sẽ dùng 2 muỗng nước mắm. 1, 2, đó các bạn. Mình dùng đường, đây là đường, mình sẽ dùng 2 muỗng đường, đây là 4, 1, 2, nước lạnh nè, nước lọc đấy các bạn, thì mình sẽ dùng 4 muỗng, 1, 2, 3, và 4 muỗng. Chanh này có hạt, nửa trái nha các bạn. Nếu gia đình nào mà ăn chua thì mình thêm. Cái đó là tùy mỗi gia đình nha, khẩu vị có mỗi người. Cái chanh thơm lắm. Thơm. Nếu không có chanh thì dùng giấm cũng được, nhưng mà giấm thì mình nhà mình không thích.
mình cũng thích lắm, hồi nào kẹt có thì dùng, nhưng mà hồi nào nhà cũng có chanh hết. Rồi bây giờ các bạn ơi, xong rồi nè, bây giờ mình chỉ có cái việc là bỏ ra tỏi ớt nha các bạn. Tỏi ớt nha các bạn. Xong rồi đó các bạn. Xong rồi bạn ơi. Đẹp chứ bạn ơi. Nhìn vậy giống cái bánh sinh nhật quá mẹ. Giống bánh sinh nhật quá. Đó rồi, bánh nè. Bánh nè bạn. Nó mềm, các bạn thấy mềm nè. Mềm dữ lắm nè. Mềm mà nó dẻo nữa đó. Đó. Tay mẹ mình rửa tay rồi đó nha các bạn. Trời ơi, rồi em chặt cái bức nước tay bạn ơi. Ngon quá bạn ơi. Cái bánh đúc mặn của ha miền Tây nè các bạn ha, tôm thịt với lại là rau củ thì các thấy bạn thấy cũng rất là đẹp hơn các bạn, hấp dẫn ha, mình muốn ăn luôn. Xin phép các bạn nha và mời các bạn luôn ha, một miếng bánh là bánh đúc nha các bạn. Đó, nó mềm lắm các bạn, nó mềm, nó rất là mềm mịn. Đó, nước mắm này các bạn. Mình múc mà mình nuốt tức miếng nha các bạn. Các bạn ơi, nó vui, làm thì cũng vất vả thiệt nhưng mà kệ, ăn cho nó vui các bạn ạ. Rồi, mình sẽ sắn ra ha, các bạn thấy nè, nó nhẹ rồi. Mời các bạn ăn nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy nè, đó, nó mềm, rất là mềm. Đó, các bạn. Mời các bạn nha. Rồi bây giờ mình xin phép các bạn nè. Có lý lắm các bạn ơi. Ngon. Béo nè các bạn, béo nước dừa. Thật là đúng là bánh của miền Tây Nam Bộ. Nó béo béo nha. Thịt, tôm, ha, rau củ hòa quyện với cái béo của nước cốt dừa rất là ngon. Hết sảy luôn. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm các bạn. Có vị nước cốt dừa ngon lắm. Cốt dừa thì mình làm, mẹ tự làm à, cho nên nó đặc cốt, cho nên nó béo. Rất là ngon. Thơm lắm. Ngon lắm. Các bạn về nhà làm nhé các bạn. Nha. Ăn những ngày này, buổi sáng ăn cũng được, buổi trưa ăn vặt cũng được luôn các bạn nha. Hoặc là nhiều khi làm biếng nấu cơm, mình làm một ổ bánh như vậy, rồi gia đình mình quay quần lại ngồi ăn bánh, ngồi nhâm nhi nói chuyện cũng vui đó các bạn ha. Xin mời các bạn về nhà làm nha. Và dễ làm lắm, dễ hết sức luôn, các bạn làm cũng thành công thôi. Chúc các bạn thành công nữa nha và ngon miệng nha. Nếu mà ăn ngon các bạn nói với mình nhé để cho mình vui nha. Và các bạn nhớ đăng ký, like, chia sẻ, rung chuông nhà mình để xem những video mới nhất nha các bạn. Giờ mình xin tạm biệt các bạn tại đây và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha. Đây. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nha các bạn. Chào bye các bye. Bạn. Xin chào các bạn nha. Trời ơi.